Chàng trai bị gia đình của bạn gái sỉ nhục. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về A Dinh. A Dinh là một chàng trai nông dân nghèo khó, hàng ngày là cắt cỏ cho nhà của một phú hộ trong làng. Thời gian thấm thoát thôi đưa anh phải lòng cô chủ A Di, con nhà phú hộ. Tuy bị mát mát không tỉnh táo lắm nhưng cô cũng có cảm tình với anh. Tình yêu của hai người đang thăng hoa hạnh phúc thì bị ông phú hộ quan phát hiện. Với bản tính của mình, ông không lập tức vạch trần mà làm điều ai cũng phẫn nộ. Ông phú hộ quan hẹt A Dinh ra để nói những lời cay đắng khiến anh thấy khó mà bỏ cuộc. Tuy nhiên sự chân thành và chắc chắn trong đôi mắt của A Dinh khiến ông càng tức giận hơn. Ông quyết định đưa cho A Dinh một số tiền là 1 tỷ đồng, bắt A Dinh phải rời xa con gái của ông vì ông không muốn một kẻ nghèo hèn được sánh đôi cùng con gái của mình. A Dinh nhìn số tiền trong tay phú hộ và tức giận về chính bản thân mình, tại sao lại không đủ sức để bảo vệ tình yêu dẫn đến hoàn cảnh như bây giờ. Trong cơn tức giận, anh nhận lấy 1 tỷ đồng và từ đó anh sống vui vẻ hạnh phúc. Dân làng từ đó không có cửa với anh luôn.